Vâng, với những cái kinh nghiệm mà tôi đã đúc rút được ra 16 năm nay thì khi bà con bắt tay vào chăn nuôi, tôi có mấy cái lưu ý này truyền tải cho bà con để bà con nắm bắt được thì sẽ giảm thiểu được những cái vấn đề là rủi ro về cái hiệu quả cho bà con. Thứ nhất là bà con phải tìm đến những cái trang trại mà người ta phải là xuất phát từ cái tâm của mình. Và hai nữa là những trang trại mà người ta phải có cái quy mô nó lớn, người ta có cái bề dày kinh nghiệm, thì lúc đó là người ta mới đủ được những cái năng lực người ta hỗ trợ tư vấn đồng hành với bà con. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Như quý bà con cũng đã biết, Làm Giàu Cùng Chuyên Gia là kênh chuyên chia sẻ, tìm hiểu và kết nối bà con đến những mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả cao trên cả nước. Và hôm nay thì chúng tôi xin mời đến chương trình nhân vật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và thuần hóa con cầy vòi mốc, hay còn gọi là con trồn mốc lớn. Cách đây hơn 16 năm về trước thì chú từng là giảng viên, giảng dạy tại Cao đẳng Kỹ thuật tại Hà Nội. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chú là ông chủ sở hữu một chuỗi trang trại chăn nuôi trải dài từ Bắc và Nam. Và không để bà con chờ lâu thì ngay sau đây tôi xin giới thiệu đến bà con nhân vật đặc biệt của chương trình hôm nay ạ. Cháu chào chú Toan ạ. Chào cháu. Chú Toan ơi, chú Toan có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như về cái mô hình mà chú đang phát triển không ạ? Vâng, xin chào chương trình, xin chào tất cả các bà con. Tôi xin giới thiệu với bà con, tôi là Toan, mà trước đây thì tôi cũng là người mà không có một chút kinh nghiệm hay kỹ thuật gì về chăn nuôi con cầy vòi mốc cả. Thì tôi là chuyên ngành sư phạm, tôi được đào tạo chuyên ngành sư phạm kỹ thuật và tôi đi giảng dạy ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội. Và đến năm 2007 bắt đầu tôi bén duyên với cái mô hình chăn nuôi dòng động vật hoang dã này. Cho đến nay là cũng đã được 16 năm. Và với cái quy mô của tôi hiện nay thì là đang sở hữu là được 4 trang trại. Với cái số lượng con giống hiện nay là với những cái con nái mà đang sinh sản cố định ở trang trại hiện nay là tôi có 700 nái. Đấy, và những cái con thương phẩm hiện nay là tôi cũng bao tiêu từ những cái bà con mà đã đồng hành với tôi cũng 10 năm nay rồi. Đấy, thì với lại những cái con mà khi trang trại tôi đào thải nó không đủ tiêu chuẩn làm giống ra nữa thì cũng đào thải làm những con thương phẩm, thì hiện nay là chúng tôi cũng có hàng nghìn con xuất ra mỗi tháng. Và bên ngoài đó thì khi mà khởi nghiệp cái mô hình này thì tôi là người tiên phong và cũng chấp nhận rất nhiều những cái rủi ro lúc đầu. Đấy, nhưng khi mà tôi đã chăn nuôi nó mang lại được cái kết quả nhất định ban đầu rồi thì đến nay là toàn bộ những cái nhân công anh em mà trong gia đình nhà tôi là cũng đã ủng hộ tôi và đã bắt tay chung tay góp sức là làm cho tôi hiện nay là có gần 40 người. Đấy, và cũng rất là vui bởi vì là cái mô hình này cũng mang lại cái thu nhập cho tất cả những anh em nhà tôi rất là tốt, để trung bình mỗi một người trên một tháng là dao động từ 40 đến 50 triệu tiền lương một tháng. Đó là cái thu nhập mà rất là đáng mừng hiện nay với cái mô hình này. Dạ vâng ạ. Như chú Toan cũng vừa chia sẻ và như bản thân cháu khi đi làm chương trình về những cái mô hình chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã thì rất là may mắn được ghé thăm những cái trang trại của chú Toan trên khắp cả nước mình, từ Bắc và tới Nam. Và như hiện tại thì ngay tại Hà Nội đây thì chú cũng sở hữu một cái trang trại rất là lớn với quy mô lên đến 3.000 m². Dạ, như bản thân chú Toan thì là giảng viên của một cái ngành nghề là kỹ thuật và nó không liên quan gì đến cái ngành nghề chăn nuôi này cả, mà hiện tại thì chú đang sở hữu một chuỗi trang trại trải dài từ Bắc và tới Nam và với những cái mô hình chăn nuôi rất là lớn. Ngay tại Hà Nội mà cháu đang đứng tại đây thì nó có diện tích quy mô lên đến 3.000 m² với lại rất là nhiều con giống. Vậy thì khi mà là người tay ngang sang mấy nghề chăn nuôi thì chú có gặp khó khăn gì trong chăn nuôi con này không ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với chương trình, xin chia sẻ với các bà con là khi tôi bắt đầu bắt tay vào chăn nuôi dòng động vật hoang dã này thì cái mà khó khăn nhất đối với tôi, nói đúng hơn nó là cái rào cản lớn nhất đối với tôi, đó chính là cái sự cản trở không đồng ý, không muốn cho tôi chuyển đổi từ giã cái công việc mà tôi đang giảng dạy để chuyển sang chăn nuôi. Đó chính là từ bố mẹ tôi và anh trai tôi là những người mà cương quyết phản đối, không cho tôi nghỉ để về chăn nuôi. Và không những là những người trong gia đình, kể cả là đồng nghiệp, kể cả là những bạn bè ngày xưa học phổ thông cùng, kể cả là những bạn mà cùng lứa tuổi chơi bời thân thiết với nhau cũng có những cái mà gọi là kỳ thị với cái quyết định đấy của tôi. Đấy là cái mà rào cản lớn nhất khi tôi bắt tay vào chăn nuôi cái dòng này. Bởi vì có những người bảo tôi là rất là dở hơi,
người ta đang là một người bình thường, nhưng đến đến lúc cái thời điểm đấy người ta gọi thôi là cái thằng ấy rất dở hơi đấy. Bởi vì là cái thời như cái năm 2004-2005, tức là năm 2002 bắt đầu tôi thi đại học, và cái thời điểm đấy thì chắc là những cái tầm tuổi tôi trở lên là mọi người anh em bà con cũng biết là thi đại học bây giờ nó rất là khó, nó không như bây giờ. Nhất để là... vào được đại học nó cực kỳ khó và cái điểm nó rất là cao. Dạ. Như bây giờ mà các bạn, các cháu bây giờ mà đi thi đại học có thể là thi 14-15 điểm có thể vào đại học rồi. Như tôi lúc bấy giờ tôi thi 20 điểm tôi vẫn trượt đại học, và tôi thi hai lần mới vào đại học được. Khi đại học xong thì tôi học chuyên ngành kỹ thuật, nhưng mà tôi bên bên kỹ thuật nhưng lại học chuyên ngành sư phạm, nên là tôi phải học lâu hơn. Tôi học mất hơn 1 năm sư phạm, nên là hơn 5 năm tôi mới tốt nghiệp đại học, tôi ra trường. Và khi ra trường đi giảng dạy thì với cái đồng lương tất cả mọi người, từ bố mẹ cho đến anh trai cho đến bạn bè, nghĩ là đấy là cái thu nhập ổn định nhất với tôi, và đấy là một cái công việc mà có thể nói là rất nhiều người mơ ước, không ai có thể với đến được, ít người lắm. Dạ. Đặc biệt là tôi lại là người vùng cao. Dạ. Đấy, và trên đó để về cái tri thức, về cái kiến thức va chạm xã hội người vùng cao, những cái năm 2005-2006 đấy, người ta nó không được va chạm nhiều. Người ta thấy tôi là người mà xuất phát từ những cái người học sinh bình thường mà thi tốt nghiệp đại học xong đó, học xong đại học bắt đầu lại về tận Hà Nội để đi xin việc giảng dạy được, nó quý lắm, nó vô cùng là trân trọng cái công việc của mình. Ai nghĩ rằng đấy là một cái công việc mơ ước. Gọi là ông giáo đúng không ạ? Dạ. Và sau đó là tôi lại từ bỏ nó để tôi về tôi chăn nuôi. Thì nói thật ra khi tôi từ bỏ nó là nó cũng có cái nguyên nhân, chứ không phải là tự nhiên mình đang đi giảng dạy bình thường mà mình lại từ bỏ. Dạ. Bởi vì là đúng cái năm đó này, nếu mà ai mà hưởng lương nhà nước thì biết cái hệ số năm bấy là hệ số thấp nhất bắt đầu bước chân vào giảng dạy là tôi được 2,34 đấy hệ số lương. Dạ. Cộng với lại nhà trường trả cho thêm 30% lương đứng lớp giảng dạy nữa, lương của tôi cũng chỉ được có 3,4 triệu với 3,6 triệu một tháng, mà sống ở đất Hà Nội cái mức lương thì nó quá thấp đấy. Cộng lại là tôi cũng có một cái điều rất là may mắn hơn so với những cái thầy cô mà giảng dạy ở phổ thông, là tôi là kỹ thuật, thì khi ngoài cái giờ giảng dạy trên giảng đường ra tôi lại đi làm tư vấn cho các công ty đấy, các công ty dưới Hà Nội này. Và cái lương công ty tôi làm tư vấn lúc bấy giờ tôi có được 9-10 triệu nữa, còn cao gấp 2, gấp 3 lần lương trong trường. Thì sau hơn 2 năm giảng dạy cái mức lương của tôi nó cứ như vậy, và mỗi một lần tôi về quê thăm gia đình lại phải gì, xin bố xin mẹ là gạo này, thực phẩm thức ăn rau cỏ này, nhiều lúc là xin cả gà xuống để lấy cái để ăn, với mức lương nó thấp quá nó không đủ chi tiêu. Đó, thế bắt đầu tôi mới có cái nản chán, và thực ra mình ăn học bao nhiêu năm, bây giờ mình đi giảng dạy như thế này mà đến mỗi một lần về thăm bố thăm mẹ cứ phải xin cái đồ ăn mang đi như vậy, nó có cái mặc cảm với bản thân mình. Và quyết định là sau đó là tôi suy nghĩ rất là nhiều, phải nói là mất mấy tháng rồi, là đôi khi có lúc tôi nản chán tôi không muốn lên dạy nữa, và tự nhiên mình lại đi tập trung vào cái công việc mình làm cho công ty nhiều hơn, bởi vì nó mang lại thu nhập lớn hơn cho mình. Và cũng có một lần từ cái đó là có một lần thì mấy anh em mới rủ nhau bảo thôi tôi nhớ là cái đợt đấy nó vào cái dịp mùng 2 tháng 9 thì phải. Đó. Thế này mấy anh em rủ nhau mới đi ăn liên hoan, thế mà đi ăn đồ đặc sản lúc bấy giờ là ăn thịt cầy. Thì khi ăn xong bữa thịt cầy hôm đấy thì tôi nhớ là ăn cái nhà hàng ở bên chỗ quận Tây Hồ bây giờ ấy, ăn xong. Hôm đấy thì mới hỏi nói chuyện các anh chủ ấy, anh bảo là cái con này thì anh nuôi ra hay anh mua ở đâu? Anh bảo thực ra là các chú đến đây là may thì gặp thôi, chứ không phải lúc nào các chú đến đây ăn cũng có, vì cái này là chủ yếu là dân người ta săn bắt ở rừng được có thì là mình đặt cho người ta này gửi xuống cho. Đó, người ta hiếm mức độ như vậy và cái giá nó rất là đắt. Thế cùng với cái đó thì đúng cái dịp đó về quê thì tôi lại đi sang nhà bạn tôi chơi, cũng là gặp cùng phổ thông, thì chính cái ông chú mà là bố của bạn tôi này lại đang nuôi cầy. Mà lúc bấy giờ ông nghĩ là nuôi con cầy rừng. Đấy, và nuôi đâu tôi nhớ là ông cũng nuôi 4-5 cặp ấy, nó cũng sinh sản rồi. Tôi vào tôi nhìn tôi rất là thích, thì cũng hỏi đầu tiên là cũng không dám hỏi là chú bán cho cháu cho nuôi thử hay là cháu nuôi có được không, mà chỉ vào xem thôi, hỏi là con này nuôi như thế nào đấy, gọi là mình hỏi câu chuyện nằm quà để hỏi thăm dò xem là con đấy nó như thế nào thôi. Dạ. Thì ông cũng chia sẻ rất là thật, bởi vì là chơi với con trai ông ấy học cùng rất là thân đấy. Dạ. Thì ông cũng coi mình như là con cháu trong nhà, thì ông bảo con này chú nuôi nó cũng dễ thôi, thực ra chả mất công chăm gì đâu, cứ đến bữa là có cái hoa quả gì cho nó ăn thôi. Thì như bây giờ là chú nuôi mở rộng trang trại, số lượng nó lớn thì chú mới cho nó ăn thức ăn bằng cháo nữa thôi. Dạ. Còn ngày xưa như chú đấy mưu nuôi cái số lượng nó ít,
thì chú cũng không nấu cháo mà cho ăn toàn bằng những cái hoa quả dân dã như chuối này, thanh long hoặc đu đủ trên vùng cao người ta rất là sẵn. Đó. Và sau đó để chú về chú cũng suy nghĩ mất một thời gian là bây giờ hay là mình có thể là phát triển cái con cầy này được. Bởi vì trên thực tế là chú này chú nuôi mình đã nhìn thấy thực tế rồi, chú nuôi nó phát triển tốt. Mà bây giờ con thịt cầy mình cũng đã được đi ăn rồi. Và cái thị trường là mình cũng đã nắm bắt được một cái điều là gì? Không phải ai đặt mua lúc bấy cũng có. Mà may thì người ta, dân người ta bẫy được thì là mới có để thịt. Chính vì vậy là chú về quyết định là khả năng là mình sẽ nuôi thử. Nếu mà được mình sẽ phát triển. Sau đó thì hơn một tháng sau bắt đầu chú lại nghỉ cuối tuần ở dưới cơ quan chú về. Bắt đầu mới sang nhà ông chú đấy mới đặt vấn đề. Và chú ạ, cháu thích nuôi con trồn này. Đấy, chú có thể bán cho cháu 1-2 đôi cho nuôi thử được không? Chú bảo, mày trêu chú à? À đúng là câu chuyện là đúng như thế. Mày trêu chú à? À mày đang đi giảng dạy, đang là giáo viên dạy ở đại học ở tận dưới Hà Nội, mày về mày nuôi trồn. Mà không, cháu không trêu chú đâu, cháu thật đấy, cháu nhìn thấy là cháu thích nuôi đấy. Nếu mà chú giúp đỡ cháu, cứ để cho cháu 1-2 đôi cho nuôi thử. Nhưng mà đấy, mày nuôi thì chú để cho mày. Đó. Nghe xong là bắt của chú là 2 đôi trồn đem về tận, chú bắt của chú là 2 đôi trồn nhé, chú đem về tận dưới Hà Nội chú nuôi. Dạ. Nuôi lúc bấy giờ chỉ có 5 tháng thôi là trồn nó đã đẻ rồi. Lúc bấy chú bắt cái con trồn của chú là nó cũng to rồi, nó cũng đến cái tuổi trưởng thành rồi đấy. Dạ. 5 tháng là đã có trồn con rồi. Sau một cái khi mà chú thấy nó sinh sản, có trồn con, nuôi thấy nó thích nghi với cái môi trường rất là tốt, nó gần như là chú nuôi cái thời gian thử nghiệm chứ không phải một viên thuốc nào cả. Dạ. Cũng không phải một mũi tiêm nào cả. Mà cứ hoa quả ra chợ, trái cây, thứ chuối mình mua về mình cho ăn tranh thủ đó. Mỗi ngày chỉ có mấy phút cho nó ăn thôi. Dạ, có nghĩa đó. Là chú vẫn tranh thủ đi dậy và vừa vẫn đi làm bình thường. Dạ. Buổi sáng thì dậy mất có 10 phút ngé nghiêng dọn dẹp cho nó ăn. Xong buổi chiều về lại cho ăn như vậy. Nhưng mà nó sinh sản phát triển rất là tốt. Dạ. Sau hết một năm đấy là chú quyết định là nghỉ. Về sẽ đầu tư nuôi trồn. Dạ. Và lúc này với là cái lúc rào cản lớn nhất là về nói chuyện với bố mẹ, nói chuyện với anh bảo bố ạ. Khả năng là con không đi giảng dạy nữa, con về con phát triển chăn nuôi. Dạ. Thì là bố mẹ này, anh trai này mới quyết liệt phản đối. Mà tao không hiểu cái đầu mày kiểu gì thì tao nuôi mày bao nhiêu năm đi học. Chứ bây giờ mày bỏ à? Nếu mày mà đi chăn nuôi thì mày cần gì mày đi học nhiều như thế. Anh trai cũng nói như vậy. Và bạn bè học cùng, anh em chơi bài cùng, người ta gọi mình là cái thằng dở hơi. Nhưng cuối cùng là gì? Chú chỉ có mỗi suy nghĩ mỗi một điều này, chú vẫn quyết nuôi này. Mình phải tự thay đổi cái cuộc sống cho mình chứ không thể bảo người ta thay đổi cho mình được. Dạ. Cho nên là gì, người ta gan người ta có bảo mình như thế nào mà chăng nữa, nhưng ví dụ mình khó khăn như thế nào người ta có giúp được mình đâu. Dạ. Mình là mình phải lo cho mình cơ mà. Vâng. Và quyết định là mình nghỉ, sướng thì mình hưởng, nếu mà rủi ro là mình chịu chứ người ta cũng không phải chịu, mình không phải lo vấn đề là người ta bắt mình phải đi nọ kia. Cho nên là quyết định chú nghỉ. Dạ. Về chăn nuôi. Mà sau khi cũng rất may lúc bấy giờ là về chăn nuôi thì trong cái quá trình mà chú đang nuôi thử nghiệm đấy, chú cũng tìm hiểu trên mạng là chăn nuôi con này thì cần phải bổ sung thêm những cái gì để ở cái nền tảng xã hội bây giờ ấy, cái nền tảng trên những cái trang xã hội như internet mạng bây giờ nó không có nhiều trang trại, bây giờ không có ai chia sẻ cho mình cả, gần như là mình là con số không và người là tiên phong đấy. Dạ. Chỉ theo dõi những cái chương trình Thế Giới Động Vật của kênh VTV2 nó hay phát quay ở châu Âu, châu Phi cái thứ đấy, mình xem mình hiểu thêm cái tập tính đó là mình cứ trau dồi dần dần mình phát triển thôi. Dạ. Và cuối cùng là gì, chú phát hiện ra là ở Trung Quốc lúc bấy giờ người ta đã có cái mô hình chăn nuôi con cầy này rồi, và cầy của Trung Quốc nó là cái dòng cầy trọng lượng nó to hơn cầy của mình, và nó là cái dòng cầy người ta đã thuần nó rồi thì nuôi nó sẽ dễ hơn và đặc biệt nó sinh sản tốt. Dạ. Chính vì vậy là chú bắt đầu mới đi tìm nguồn để mua con giống, và khởi điểm lúc bấy giờ là chú mua có 20 con thôi. Tiền không có nhá, đi vay hết 100% 20 con cầy. Dạ. Về nuôi. Và chú phát triển có từ năm 2007 nuôi, mà nuôi đến năm 2010 là bắt đầu chú có nuôi cầy đầu tiên chú bán. Dạ. Mà bán lúc bấy giờ là được gần 300 triệu tiền cầy. Tất nhiên là ngoài cái vấn đề đấy ra thì khi mà mình nuôi mình thấy nó sinh sản phát triển tốt rồi thì bắt đầu chú cũng phải mất một thời gian đi tìm cái nhà hàng để mình cung cấp cái đầu ra. Dạ. Thì cái người đầu tiên mà chú đến chú tìm để cung cấp hàng ra chính là cái nhà hàng mà chú ăn thịt cầy dưới Hà Nội. Dạ. Đấy, đó là cái người đầu tiên chú tìm đến. Dạ. Và cũng rất là vui là khi đến thì anh ấy rất là vui và rất là thoải mái. Là cái này anh nói thật là anh đang
bán khách người ta hỏi nhiều lắm, toàn thích dòng ăn dòng đặc sản rừng thôi. Dạ. Đấy, chứ biển thì sẵn lắm, biển thì một cuộc điện thoại là người ta mang đến ngay. Dạ. Nhưng mà đồ rừng này không có, phải đặt. Dạ. Đấy, thế là anh ấy nhận luôn. Thế là anh em làm với nhau, bắt đầu từ đó là chú phát triển. Dạ. Đấy. Và sau 3 năm đấy là chú phát triển suốt một lứa đầu tiên. Có kết nghĩa hợp. Là trong suốt 3 năm là mình nhân giống trước rồi chú? Nhân giống, nó đẻ ra mình phải nhân giống. Dạ. Đấy. Nhân giống sau đó là chú bán lứa đầu tiên được gần 300 triệu tiền cày. Và cuộc đời gần như nó thay đổi hết luôn. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Và chỉ sau có mấy tháng sau mà chú xuất cái lứa cày đầu tiên, thì tất cả những anh em bạn bè và thôn bản là trên đấy nhá, những người mà trước đây kỳ thị với mình như thế nào thì đều đến xem là mình nuôi con cày như thế nào, nó phát triển như thế nào, trang trại được mình như thế nào. Dạ. Và đến lúc người ta lại có cái nhã ý là bán cho anh một hai đôi, anh về anh nuôi thử, với thấy cái hiệu quả nó tốt. Dạ. Thế là nói chung lúc bấy giờ bán giống là toàn là lẻ nhau thì thôi anh cứ bắt về anh nuôi giả 5 triệu, 7 triệu bao nhiêu thì đấy thôi, chứ mình cũng không có cái định giá đâu, bây giờ mới làm mà. Dạ. Thế mà sau đúng lúc là đến thời điểm hiện tại bây giờ là toàn bộ dân bà con trên đấy phải chiếm 70%, 80% bà con trên đấy là bây giờ nó nuôi cày. Dạ. Trâu bò lợn gà với người ta gần như không dùng, không nuôi mấy nữa. Dạ. Bởi vì là nói thật là trâu bò mà nuôi thì chủ yếu là dùng sức kéo, nhưng bây giờ công nghiệp nó phát triển máy nhiều, người ta không cần đến trâu bò. Lợn gà bên nuôi dịch bệnh nhiều, người ta cũng không chú trọng nữa, phát triển cày đó. Và trên đó là những cái người mà bắt giống của chú về nuôi, thì sau này lại có cái con thương phẩm thì lại nhờ chú đem đi bán hộ. Lúc đầu thì mình bán hộ, sau này mình nghĩ mà mình không thể bán hộ người ta mãi được, vì lợi nhuận người ta quá lớn, nó không kém gì mình cả. Dạ. Thế là bây giờ anh em bán cho anh thì em phải có lợi nhuận, em phải có chi phí. Thế là mình mới từ đó mình thêm một cái khâu là mình đi bao tiêu. Thế sau 3 năm nữa thì số lượng cày của chú bắt đầu nó mới phát triển nhiều lên. Thì bấy giờ mới có câu chuyện là bán giống cho bà con nữa. Dạ. Ở các nơi xa. Dạ. Thì thời đấy mà chú cung cấp giống cho bà con ấy, thì số lượng nó rất là hạn chế. Và không có cái mạng internet như bây giờ. Mà cứ người nọ nuôi thấy phát triển tốt thì lại giới thiệu cho anh em bạn bè của mình lại đến bắt giống. Và cho đến bây giờ là phát triển 16 năm. Và hiện tại là chú đã có 4 trang trại. Ngoài Bắc 2 trại và trong miền Nam 2 trại. Dạ. Với lại cái tổng con giống bây giờ mà chú đang phát triển được là có 700 nái. Tất nhiên nếu mà nhân rộng nữa vẫn được. Thế nhưng mà bây giờ mình không nhân rộng nữa mà mình thôi làm, nó đã có những cái thành quả, những cái thu lợi nhuận nó cũng tốt rồi. Cái lộc mà tự nhiên xã hội nó mang lại cho mình thì mình cũng đã hưởng rồi. Bây chia sẻ cho bà con người ta cùng làm. Thì mình lại bao tiêu về thì mình không phải tốn nhiều cái nhân công để phát triển chăn nuôi mà mình vẫn có cái lợi nhuận. Dạ. Đấy. Và hiện nay là cũng chia sẻ với kênh với lại các bà con là những anh em của gia đình nhà tôi trước đây mà cũng là phản đối không cho tôi chăn nuôi cái dòng này. Bây giờ thì lại đều quay về làm cho tôi. Và gần nay là có gần 40 người. Dạ. Thu nhập của người ta không phải là thấp. Có người được tới 50 triệu một tháng. Dạ. Có người trên 50 triệu một tháng. Đấy là những cái mà thành quả đến ngày hôm nay tôi đã đạt được. Dạ. Đấy. Chú Toan ơi, cháu cũng vừa lắng nghe cái câu chuyện chia sẻ khởi nghiệp của mình, thì theo cháu thì thiết nghĩ ví dụ như là chú mở rộng quy mô trang trại tại cái địa phương của mình thì lúc thì nó sẽ thuận lợi hơn trong cái vấn đề là tìm cái khu vực đất để mình mở rộng trang trại. Đúng rồi. Thì mình cũng dễ dàng hơn trong vấn đề kiểm soát, đỡ phải đi lại nhiều. Thì vì sao mà mình lại quyết định là mở những cái trang trại khác tại những cái địa phương khác? Cũng xin chia sẻ với kênh với các bà con là tôi cũng có những cái mà phải băn khoăn rất là nhiều mới quyết định được là mở những trang trại ra những cái địa phương khác như ở Hà Nội là tôi mở xong, tôi mở trong phía Nam đấy. Bởi vì là lúc bấy giờ ấy, là cái tốc độ của bà con tìm hiểu đến cái mô hình này và chăn nuôi mô hình này nó rất là nhiều và nhiều bà con quan tâm đến, đặc biệt là những cái bà con ở trên miền ngược thì đến với cái trang trại của tôi ở Tuyên Quang thì nó tiện, nhưng bà con ở miền xuôi đến với Tuyên Quang là rất là khó. Đặc biệt là từ cái năm mà ở Hà Nội này người ta phân chia bến xe, là trước đây là về bến xe Mỹ Đình hết, nhưng bây giờ là ở miền xuôi chỉ lên bến xe Giáp Bát, bến xe nước ngầm, và miền trên thì xuống bến xe Mỹ Đình thôi. Thế vậy là những cái người mà không có những cái xe cá nhân mà bà lại đi đến trang trại nó rất là bất tiện. Chính vì vậy là gì, cái nhu cầu của bà con người ta đang học hỏi cái mô hình này rất là nhiều. Và hai là chú cũng là người về tận miền xuôi, chú đi tham khảo, đi tìm hiểu cái thị trường và cái nhu cầu của bà con dưới này. Chú cũng đánh giá, thứ nhất là rất nhiều bà con đánh giá cao về cái mô hình này.
cái thứ hai là cái nhu cầu nuôi của người ta cũng rất là lớn. Chính vì vậy chúng mới quyết định là mở rộng trang trại về dưới này. Ví dụ toàn bộ bà con ở miền Trung, ở miền xuôi mà đến với trang trại thì là không phải lên Tuyên Quang nữa, đến ngay tại Hà Nội là trung tâm luôn. Còn bà con ở miền ngược mà đến với trang trại cũng không phải xuống Hà Nội mà đến ngay trang trại ở Tuyên Quang. Đấy. Như hiện nay ấy, thì là cái quy mô của chú rất là rộng, chú mở thêm cả vào trong phía Nam nữa, ở Đồng Nai, ở Vĩnh Long đều nó có trang trại của chú hết. Đấy, thế vậy là cái trang trại Tuyên Quang ngày nay á là nó rộng 6 ha, rồi đấy chú cứ mở rộng dần đấy, từ lúc đầu chỉ có mấy nghìn mét thôi, đất đồi thôi, bây giờ nó chú đã mua thêm và mở rộng trang trại nhân giống cho các anh em nữa làm để mình phát triển thêm cái quy mô, thì là bây giờ hiện nay trên đấy nó là 6 ha toàn bộ cái quỹ đất. Và cái trại thì hiện nay là có 1 ha tư tức là 14.000 m² tính tổng trại, trên đấy là cả con thương phẩm, cả những cái con nái nó sinh sản để mình nhân đàn. Và cả những cái con gọi là hàng mình nuôi để tuyển chọn. Đấy, thì mình tổng trên đấy là nó nhiều hơn. Như ở Hà Nội thì cái trại này nó chỉ có 3.000 mét thôi. Dạ. Đó. Chú ơi, vậy thì như cho đến thời điểm hiện tại khi mà mình định giá về cái giá trị mà mỗi một cặp chuồng mốc nó mang lại cho mình thì mỗi một năm nó thu về cho mình lợi nhuận là bao nhiêu ạ? Với cái lợi nhuận kinh tế của con chuồng này với thời điểm hiện tại thì như trang trại nhà chú là vẫn hạch toán ra trừ các loại chi phí đi rồi. Chi phí thức ăn, chi phí nhân công thì nó vẫn một nái nó đâu đấy nó khoảng 40 triệu một nái trên một năm đấy. Dạ, có nghĩa là hiệu quả kinh tế của nó thì so tốt với tất cả những giống vật nuôi bây giờ thì nó đang rất là tốt, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, như chú có chia sẻ là khi mà mình đã cung cấp con giống cho bà con là mình có cái chính sách là mình bao tiêu giúp bà con, đúng không ạ? Đúng sau rồi. Khi mà mình hỗ trợ gọi là bao tiêu hộ cho bà con một thời gian rồi thì bây giờ là mình đã có cái chính sách đấy để mình cũng có lợi. Vậy thì hiện tại thì trang trại chú cái chính sách bao tiêu đấy thì mình thực hiện nó theo như thế nào, cũng như là cái giá cả nó ra sao, và ngoài cái chính sách bao tiêu thì chú còn hỗ trợ gì cho bà con trong chăn nuôi nữa không ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với kênh với các bà con là như với cái nguyên tắc làm việc của trang trại tôi hiện nay thì nhất là nếu như các bà con mà muốn bắt tay vào chăn nuôi thì cái việc đầu tiên tôi có một lời khuyên là bà con nên đồng hành với trang trại. Bởi vì khi bà con đồng hành với trang trại thì chúng tôi hỗ trợ cho bà con nó rất là tiện. Bởi vì là cái quan điểm của tôi là bà con chăn nuôi thành công thì trang trại của tôi mới thành công. Bà con phát triển mạnh, trang trại của tôi nó mới lớn mạnh được. Chính vì vậy là gì? Từ cái vấn đề cung cấp con giống cho bà con về chất lượng, chúng tôi phải tuyển cho bà con những con giống đạt chất lượng tốt nhất và phải đảm bảo cam kết về chất lượng con giống cho bà con là cái việc đầu tiên. Sau khi bà con bắt con giống thì toàn bộ kỹ thuật trang trại của tôi là sẽ luôn đồng hành với bà con trong suốt quá trình chăn nuôi. Vướng mắc ở đâu thì trang trại anh em kỹ thuật ở đây người ta sẽ trực tiếp hỗ trợ cho bà con ngay. Và ngoài cái đó là liên quan đến cái vấn đề là bao tiêu đầu ra thì trang trại hiện nay là không phải hiện nay mà chúng tôi đã làm ký kết 10 năm nay rồi, là tối thiểu là phải ký hợp đồng với bà con là từ 5 năm trở lên. Đối với con chồn hiện nay là tôi đăng ký bao tiêu với cái giá là từ 1.900.000 đến 2.100.000 trên 1 kg. Đó. Dạ, có nghĩa là mình sẽ có giấy tờ cụ thể để cho bà con có thể yên tâm trong chăn nuôi, đúng không ạ? Tất cả mọi cái đây là tôi đang chia sẻ để bà con nắm bắt được. Còn khi mà đã bắt tay vào công việc mình làm chính thức thì đều phải làm bằng hợp đồng hết, bằng biên bản hết. Và hai nữa, giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của kiểm lâm hợp pháp là chúng tôi là người mà đã đi trước thì là cũng sẽ phải cung cấp đầy đủ để cho bà con nuôi nó phải hợp pháp. Đấy, thì bà con sẽ phát triển đàn rất là tốt. Dạ thưa chú Toan, thì như bản thân chú thì đã chăn nuôi phát triển rất là tốt cái con cày vảy mốc này và cũng đã chăn nuôi rất là nhiều năm nay rồi. Vậy thì như nếu như bà con hiện tại mà muốn bắt tay vào chăn nuôi thì chú có lưu ý gì quan trọng nhất để giúp bà con sẽ có được cái khởi đầu tốt đẹp nhất trong chăn nuôi ạ? Vâng, với những cái kinh nghiệm mà tôi đã đúc rút được ra 16 năm nay thì khi bà con bắt tay vào chăn nuôi, tôi có mấy cái lưu ý này truyền tải cho bà con để bà con nắm bắt được thì sẽ giảm thiểu được những cái vấn đề là rủi ro về cái hiệu quả cho bà con. Thứ nhất là bà con phải tìm đến những cái trang trại mà người ta phải là xuất phát từ cái tâm của mình. Và hai nữa, những trang trại mà người ta phải có cái quy mô nó lớn, người ta có cái bề dày kinh nghiệm thì lúc đó là người ta mới đủ được những cái năng lực người ta hỗ trợ tư vấn đồng hành với bà con. Và đặc biệt là cái mô hình này nó không giống như là mình nuôi con gà con lợn mà nó là cái dòng cao cấp, phải cung cấp các nhà hàng cao cấp. Thì đến những cái trang trại bé người ta không thể nào vào được cái nhà hàng đấy thì đương nhiên là gì, người ta sẽ không thể bao tiêu cho bà con được ổn định. Đó. Chính vì vậy là bà con nên chọn cái trang trại mà người ta phải có cái kinh nghiệm, có những cái uy tín, số lượng con giống người ta nhiều, đội ngũ kỹ thuật người ta dày dặn thì người ta đồng hành với bà con, chia sẻ bà con chăn nuôi sẽ gặp dễ. Và đặc biệt là như trang trại nhà tôi đến thời điểm hiện nay thì tôi đang có một kế hoạch rất là lớn, đó là xuất khẩu.
Đấy, chính vì 2026 này tôi sẽ xuất khẩu cái dòng này ra thị trường nước ngoài. Và như hiện tại tôi đăng ký với bà con là với cái thị trường trong nước thôi là đang ổn định là từ 1,9 triệu đến 2,1 triệu trên 1 kg. Nhưng bà con chăn nuôi đến cái thời điểm mà tôi xuất khẩu được thì tôi sẽ khuyến khích bà con nên thay đổi hợp đồng ký theo cái giá tôi xuất khẩu. Đấy, thì vậy là cái giá nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái giá ở trong nước. Đấy, và một cái nữa rất mong muốn xin chia sẻ và lan tỏa cho bà con là gì, với bản thân tôi hiện nay ấy, thì thôi mình làm đến nay là cũng đầy đủ những cái gì tâm huyết mình cũng đạt được những cái kỳ vọng mình mong muốn rồi. Giờ tôi chỉ muốn chia sẻ lan tỏa cái mô hình này cho bà con cùng làm. Khi bà con làm có hiệu quả tốt, gắn kết tất cả bà con đến với tôi thì là mình cùng phát triển, thì đây là một cái mà bền vững nhất cho chính trang trại cũng như cho bà con. Dạ, nếu mà được như vậy thì bà con mình sẽ rất là mừng khi mà cái nền nông nghiệp của mình sẽ có cơ hội để lan tỏa ra cả các bạn bè quốc tế nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Và nếu như bà con đang có định là tìm hiểu chăn nuôi con cầy vòi mốc hay còn gọi là con chồn mốc lớn này, bà con có thể liên hệ trực tiếp cho chú Toan theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình. Hoặc là đến các địa chỉ trang trại của chú trên khắp mọi miền Tổ quốc mà chú Toan đã chia sẻ tại đầu video. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.